Later. Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng tớ đã nặn được xong quả chuối của mình. Đây là chuối khô cậu nhé. Đây, bây giờ tớ sẽ đặt miếng chuối khô này lên. Rồi sau đấy tớ sẽ dùng một ít màu đen để nặn hai cái núm đầu của chuối. Ấn đẹp ra. Quá là đẹp luôn. Bây giờ tớ cũng sẽ dùng đất nặn màu đen này để tớ nặn chữ Mac. Tớ bật toán học đấy. Cho đẹp. Các bạn ơi, các bạn có thấy bìa vở của Angel đẹp không? Yes. Nếu các bạn thấy đẹp, các bạn hãy comment xuống phía bên dưới cho Angel biết nhé.
Xin Hân Hạnh mang đến cuốn vở toán phong cách đồ ăn thơm ngon đầy màu sắc, tưởng thật nhưng không phải thật, với chất liệu được làm từ đất nặn rút sản phẩm trường tồn với thời gian, kiểu dáng sang trọng đẳng cấp, được sản xuất 99% bởi Andy Xoài và 1% bởi Andy Động. Cuốn vở đỉnh cao chất lượng, một sản phẩm của tập đoàn gia tộc Andy. Trọng Thủy chàng ơi. Châu nàng ơi. Alo, Zomia, cậu đã làm vở cho tớ chưa đấy? Tớ đang làm, sắp xong rồi nhá. Thế nhá. Chết rồi, mình chưa làm bìa vở cho Tamino, phải làm sao đây? Trọng Thủy, Mỹ Châu, công chúa, hoàng tử. Được rồi, vậy thì Zomia tớ sẽ trang trí bìa vở theo phim lịch sử cho nó khác biệt. Cái gì ấy? Không thể giải quyết bằng tiền được thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Alo, đây có phải số điện thoại của thợ thủ công mỹ nghệ số 1 thế giới không ạ? Thêm cái vương miện lấp lánh cho giống công chúa. Yes. Xin giới thiệu cuốn vở lịch sử được bao bọc bằng vải nhung sản xuất tại Ý theo phong cách về châu Pháp cổ điển cùng với chữ cách điệu La Mã. Sự kết hợp giữa kiểu dáng hiện đại, chất lượng, cao cấp, đa dạng màu sắc, thiết kế nhỏ gọn tạo nên sự sang trọng cho người sở hữu nó. Một cuốn vở lịch sử 2 trong 1, vừa làm vở đẹp vừa làm chiếc gối đẹp cho Tamino, một sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên đời. Vậy là quyển sổ lịch sử của Zomia tớ đã hoàn thành rồi này. Đây tớ được coi là một kiệt tác nghệ thuật xứng tầm thế giới chứ. Không phải Zomia làm đâu. Thôi, các cậu mà muốn xem thêm nhiều video hay ho về trang trí đồ dùng học tập nữa thì hãy nhớ ấn subscribe kênh Lớp Học CP nha. Lý Si tớ là sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Yes. Vì Tamino thích ngủ cho nên tớ sẽ làm vở thật nhiều đám mây để cho Tamino ngủ trên mây luôn. Đúng rồi, phải là đám mây trên nền trời Galaxy như thế này thì mới đặc biệt chứ phải không? Nhưng mà đây là bức tranh Chomio tặng cho tớ cơ mà. Thế nhưng mà tớ tặng lại Tamino thì có sao đâu nhỉ? Vở này có màu xanh như thế này. Bây giờ thì tớ sẽ tạo các cái đám mây ở trên cái bìa vở này bằng một phương pháp rất đặc biệt, đó chính là tớ sẽ đục đám mây nhé. Để mà dễ hơn thì tớ đã chuẩn bị sẵn là đám mây mẫu như thế này. Đấy, bây giờ tớ sẽ dùng bút chì để vẽ theo cái hình đám mây mẫu này trước thì nó cắt cho dễ hơn. Đấy, xong một đám mây rồi, tớ sẽ căn tiếp các đám mây còn lại.
vậy là tớ đã vẽ xong 7 đám mây rồi. Bây giờ hãy cùng tớ tỉa nhé. Chỉ còn một đám mây cuối cùng nữa thôi các bạn ơi. Điều đặc biệt đây. Các cậu nhìn đây. Wow, những đám mây của tớ đã xuất hiện rồi đây. Bây giờ tớ chỉ cần cắt gọn cái đám mây này và gắn vào trang bìa này là xong. Oh yeah. Và vì tớ muốn khuyến khích Tamenu học giỏi tiếng Anh, cho nên là tớ sẽ sử dụng những cái chữ cái đã được cắt sẵn này để trang trí lên bìa vở này, tạo thành một tập vở tiếng Anh nhé. Ta-da. Bây giờ, để bìa vở của tớ trở nên lung linh hơn thì tớ sẽ dùng băng dính hai mặt và nhũ để tạo ra những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhé. Yes. Quý vị đã được chiêm ngưỡng cuốn vở tiếng Anh được trang trí theo theme Galaxy với những đám mây trắng trong veo được đục thủng lộ ra bầu trời Galaxy mờ mờ ảo ảo, tượng trưng cho những giấc mơ ngọt ngào cũng như những khát vọng học tiếng Anh vươn xa thế giới, vươn xa cả giải ngân hà của Tamenu. Cuốn vở hứa sẽ đem đến cho người sở hữu những trải nghiệm tốt nhất khi dùng. Chinh phục tiếng Anh trong tháng 9 này. Set quà bao gồm một túi tốt lớp học CQ phiên bản giới hạn, một bút LeoLeo và một vở các bạn lớp học CQ siêu dễ thương luôn. Truy cập ngay trang web leoleo.edu.vn và đặt mua chinh phục tiếng Anh thôi. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.